Chào các bạn. Hôm nay Nông nghiệp Công nghệ Cao xin giới thiệu tới các bạn kỹ thuật trồng cây măng tây đạt năng suất cao. Chúng tôi lần lượt chia sẻ các nội dung sau: các loại măng tây, thời vụ trồng, đất trồng măng tây, lượng giống, mật độ trồng, ngâm ủ hạt giống đúng cách, ươm hạt giống, cách trồng măng tây bằng cây, bón phân trong các giai đoạn, tưới tiêu thoát nước, sâu bệnh hại, thời điểm thu hoạch. Nào chúng ta bắt đầu nhé. Trước tiên chúng ta tìm hiểu các loại măng tây. Có 3 loại măng tây: măng tây xanh, măng tây trắng, măng tây tím. Vậy chúng có sự khác biệt gì? Măng tây xanh. Đây là loại măng phổ biến nhất trong 3 loại măng. Hương vị của loại này có vị nặng và đắng hơn so với măng tây trắng và tím. Măng tây xanh là loại rau cao cấp, có thân thảo dạng bụi, lá kim. Cây có khả năng khai thác từ 4 đến 8 năm. Đây là đối tượng cây trồng mới, có thị trường tiêu thụ lớn mà mang lại hiệu quả kinh tế cao. Măng tây trắng. Thực chất măng tây trắng cùng giống với măng tây xanh, nhưng được trồng không cho chúng tiếp xúc ánh sáng. Do chúng sống trong bóng tối không tiếp xúc với ánh sáng nên chúng không thể sinh sản ra chất diệp lục, chất mà làm cho chúng chuyển thành màu xanh lá cây. Chính vì thế hình thành nên cây măng tây trắng ngày nay, và nó có giá cao hơn nhiều so với hai loại anh em của nó là vì do quy trình tạo ra măng tây trắng rất khép kín, chi phí cao. Măng tây trắng được đánh giá là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, rất tốt cho sức khỏe và được nhiều bà nội trợ ưa chuộng. Măng tây trắng có hương vị tinh tế nhẹ và mềm, ngọt, ít đắng và mập hơn xanh. Măng tây tím cũng cùng loại với măng tây xanh và trắng. Màu tím của nó xuất phát từ hàm lượng anthocyanin chống oxy hóa mạnh, hình thành nên màu tím. Theo các nghiên cứu của khoa học nước ngoài, măng tây tím được xem là thực phẩm chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao, giúp tăng khả năng miễn dịch chống lại bệnh tật. Măng tây tím gần như là rất ít chất xơ so với măng tây xanh và trắng, mềm hơn và gần như có thể ăn từ đầu đến gốc. Măng tây tím có vị ngọt hơn so với măng tây xanh và trắng. Măng tây tím tươi có hương vị trái cây và thơm dịu dàng. Thời vụ trồng. Cây sinh trưởng và phát triển tốt ở nhiệt độ từ 15 đến 30 độ C. Những vùng có chủ động nguồn nước tưới cùng với sự tiến bộ của khâu trọng tạo giống thì măng tây có thể trồng quanh năm. Tuy nhiên có hai vụ thích hợp nhất, đó là gieo cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 để trồng tháng 2, tháng 3 và gieo cuối tháng 2 đến tháng 4 để trồng từ tháng 4 đến tháng 6 dương lịch. Đất trồng. Chọn các loại đất phù sa, đất đỏ, đất xám, thịt nhẹ có pha cát, đất có độ tơi xốp cao, giàu mùn, giàu chất hữu cơ, thế đất cao giáo, dễ thoát nước, có tầng canh tác dày từ 30 đến 40 cm. Độ ẩm đất trung bình từ 65 đến 70%, độ pH từ 6,6 đến 7, không bị phèn chua, không bị ngập úng trong mùa mưa, chủ động tưới nước trong mùa nắng. Đất được cày bừa kỹ, phơi ải, nhặt sạch cỏ dại, xử lý nấm bệnh và tuyến trùng, sang cho bằng phẳng. Lên liếp rộng 100 đến 120 cm, cao 20 đến 25 cm. Lượng giống, mật độ trồng. Lượng giống trung bình từ 18.000 đến 20.000 cây trên ha, khoảng 900 đến 1.000 cây trên sào. Trồng cây cách cây 40 đến 50 cm, hàng cách hàng 1,0 đến 1,2 m. Măng tây được trồng bằng hạt, chủ yếu là hạt lai F1, thời gian gieo trồng. Chăm sóc cây con trong vườn ươm khoảng 2 đến 3 tháng, sau khi cây cao được 25 đến 30 cm đem trồng ra ruộng sản xuất. Sau 5 đến 6 tháng trồng, nếu chăm sóc tốt cây bắt đầu cho măng. Ngâm ủ hạt giống. Trước khi tiến hành ngâm ủ hạt giống măng tây, cần măng ra phơi nắng chiều từ 2 đến 3 giờ cho hạt khô để tăng cường khả năng hút nước trước khi ngâm hạt, bởi hạt giống măng tây lớn và vỏ khá dày. Hạt giống được xử lý bằng nước ấm, hai nước sôi cộng 3 nước lạnh, nhiệt độ khoảng 54 độ C, ngâm trong 12 đến 24 giờ, liên tục cứ 4 tiếng thay nước một lần. Sau đó vớt ra, chà rửa thật sạch, để giáo, để chuẩn bị đem ủ hạt là hoạt động tiếp theo đối với hạt giống đã ngâm. Đối với người canh tác lớn và trồng tại nhà thì sẽ có những cách ủ hạt khác nhau. Nếu ủ hạt số lượng lớn thì cần dùng một tấm lưới tối màu và cách ủ như sau. Bắt đầu tải lên mặt nền hay mặt đất ở chỗ kín một lớp cho hoặc mùng dày 1 đến 1,5 cm. Trải lót tấm lưới đã chuẩn bị lên trên rồi lại tiếp tục dải lên đó một lớp cho tương tự như thế. Hạt giống được chắc lên lớp cho này và bên trên lớp hạt sẽ lại được phủ một lớp cho chấu dày tầm 1 cm. Trên cùng sẽ phủ thêm một tấm lưới và tưới đều đặn hai lần trong ngày vào sáng và tối. Nếu ủ hạt tại nhà với số lượng ít thì chỉ cần đem hạt ủ trong tấm khăn tối màu, có nhiệt độ 30 đến 40 độ C trong khoảng một tuần. Khăn sau đó được đặt vào khay nhựa và để vào nơi kín gió, khuất sáng. Cứ 12 giờ sẽ phun nước ấm một lần. Trong 9 đến 12 ngày ủ, hạt giống sẽ nứt nanh, kiểm tra lại rồi lấy ra chuẩn bị ươm bầu đất. Ươm hạt giống. Ươm hạt giống vào bầu, bầu bằng bao polyethylene có kích thước 7 x 12 cm, có đục lỗ thoát nước. Vật liệu cho vào bầu gồm đất sạch cộng cho chấu cộng phân trùng ủ hoai theo tỷ lệ 3 đất, 1 phân, có thể xử lý đất bầu bằng thuốc trừ bệnh và côn trùng trước khi sử dụng. Gieo hạt, hạt giống sau khi được xử lý đã nứt nanh đem gieo vào bầu. Do hạt rất nhỏ nên chúng ta phải dùng một cây que trọc lỗ sâu khoảng 0,5 đến 1 cm chính giữa bầu đưa hạt giống vào và lấp nhẹ cho khuất hạt. Tưới nhẹ cho đủ ẩm, có thể dùng dạng che để hạn chế mưa nắng trong giai đoạn đầu.
Sau khi gieo khoảng 7 ngày cây sẽ mọc và phát triển. Ươm hạt giống trực tiếp ra đất. Đất được cày bừa kỹ, bón 7 đến 8 kg vôi bột, bón lót, 150 kg phân vi sinh hoặc phân chuồng cũ hoai mục, nếu có điều kiện nên xử lý với chế phẩm Chichodema, 4 đến 5 kg phân lân trên 100 m². Tiến hành lên luống cao 20 đến 25 cm, rộng 0,8 đến 1 m. Dạch hàng sâu 1 đến 1,5 cm, hàng cách hàng 15 cm, cây cách cây 10 cm. Hạt nứt nanh ta tiến hành trồng lấp đất mỏng và dùng bình phun tưới cho hạt không bị xê dịch hoặc hệ thống tưới phun mưa. Trong giai đoạn này cần chăm sóc kỹ, nhổ cỏ, bón phân tưới nước để cây sinh trưởng tốt. Hòa phân nguyên nồng độ 1% tưới cho cây 10 ngày một lần. Thông thường, sau gieo từ 3 đến 3,5 tháng. Chiều cao cây đạt 25 đến 30 cm, thân có 1 đến 2 nhánh, khỏe mạnh, không sâu bệnh gây hại thì đem trồng. Cách trồng măng tây bằng cây. Đất trồng phải được làm thật kỹ trước khi tiến hành trồng măng tây khoảng 2 tháng. Và làm đất theo quy trình cách 15 ngày một lần. Lần 1. Cày đất sâu khoảng 40 đến 50 cm, dọn sạch cỏ rác, phun thuốc diệt trừ sâu bệnh cỏ mọc và tiếp tục cày xới đất. Lần 2. Sau lần 1 là 15 ngày. Tiến hành giải vôi khắp mặt ruộng và cày xới để vôi được trộn đều vào đất. Tiếp tục phơi nắng để tiêu diệt mầm bệnh, nấm có trong đất. Lần 3. Bón lót lần 1 các loại phân trùng ủ hoai, dơm dạ, cho chấu hay mùng mục, phân trùng quế và phân hữu cơ tổng hợp để tăng cường dưỡng chất cho đất. Lần 4. Là trước ngày trồng cây 15 ngày. Tiếp tục cày xới cho đất tơi xốp, dọn cỏ, làm rãnh và lên luống cho đất trồng. Lần 5, bón lót lần 2 và tiến hành xới đất cho đều. Lên luống đất trồng. Khi làm đất, cần làm rãnh thoát nước với độ rộng và sâu khoảng 20 đến 30 cm, luống lên cao 20 đến 30 cm, rộng 1 m bởi cây không chịu được ngập úng. Trồng cây. Hố trồng cây được đào với chiều rộng và sâu khoảng 20 đến 30 cm, hố cách hố 40 đến 50 cm và hàng cách hàng 1 đến 1,2 m. Nhấc nhẹ bầu cây, dạch bỏ túi ni lông rồi vùi xuống hố đất. Lấp kín, đôn chặt gốc. Phủ lên quanh gốc một lớp đất, cho đấu mùng hoặc phân chuồng ủ hoai để bảo vệ và giữ cây măng đứng thẳng. Và cần lưu ý là nên trồng cây vào buổi chiều mát. Bón phân. Lượng phân bón cân đối, hợp lý sẽ giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt, ít nhiễm sâu bệnh, cho măng non, đường kính măng lớn, hợp ý người tiêu dùng và có giá cao hơn. Cách bón lót đã trình bày ở phần trồng cây. Chúng ta tìm hiểu về bón thúc nhé. Thời gian chăm sóc chưa thu hoạch được chia làm 4 đến 6 lần. Lần đầu sau trồng 15 đến 20 ngày, trung bình mỗi tháng bón một lần với lượng phân bón cho 500 m² là 7 kg NPK loại 16-16-8 cho mỗi lần bón. Đồng thời vuông gốc sau mỗi lần bón phân để bảo vệ cổ rễ. Trước khi vào thời kỳ thu hoạch măng, khoảng 120 ngày sau trồng, bón thêm 500 kg phân chuồng cộng 10 kg NPK loại 15-15-15 nhằm cung cấp thêm dinh dưỡng cho cây mẹ đẻ nhiều măng. Sau mỗi chu kỳ khai thác từ 3 đến 3,5 tháng phải ngưng thu hoạch để thay thế cây mẹ khác. Sau khi chấm dứt thu hoạch tiến hành bón phân với liều lượng như trên. Sau khi bón khoảng 35 đến 40 ngày thì cây bắt đầu cho măng tiếp tục chu kỳ thu hoạch mới. Sau khi thu hoạch các lứa măng trong năm thứ nhất, ở mỗi bụi măng chỉ cần giữ lại khoảng 2 đến 3 trội măng lớn, khỏe mạnh, sạch bệnh để làm cây mẹ thay thế. Ở các lứa măng sau, năm thứ 2 sẽ giữ lại 3 đến 4 trội, năm thứ 3 sẽ giữ lại 4 đến 5 trội, năm thứ 4 sẽ giữ lại 5 đến 6 trội. Năm thứ 5 sẽ giữ lại 6 đến 7 trội. Làm như vậy sản lượng và chất lượng măng sẽ tăng dần lên. Tưới, tiêu thoát nước. Măng tây xanh là cây cho thu hoạch trội măng non mỗi ngày để làm thực phẩm rau ăn cao cấp, vì thế rất cần được cung cấp đều đặn, đầy đủ nước tưới hàng ngày ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng. Bên cạnh phân bón, nước tưới là một yếu tố quyết định cho năng suất măng nhiều hay ít. Nếu đất nặng thì số lần tưới ít, nếu đất nhẹ thì cần tưới thường xuyên hơn. Mùa nắng phải tưới thường xuyên mỗi ngày, giữ đều độ ẩm của đất khoảng 65-70% để có măng ngọt, mềm với năng suất, chất lượng cao. Mùa mưa phải chú ý tiêu thoát nước cho thật tốt, tuyệt đối không được để úng ngập quá 24 giờ, sẽ làm đầu trồi măng biến dạng cong vẹo, gốc rễ cây măng và trồi măng phát bệnh, hư thối, cây sẽ không cho măng hoặc măng bị giảm chất lượng đáng kể không thể thu hoạch được. Với diện tích sản xuất lớn, cách tưới thấm qua rãnh là biện pháp thường được dùng vì ít tốn kém. Tùy khả năng và điều kiện của người trồng, cũng có thể dùng biện pháp tưới nhỏ giọt, tưới ngầm hoặc tưới phun sương. Cách tưới phun có thể làm phát sinh nhiều cỏ dại, đến giai đoạn cây cho măng có thể làm hỏng măng chưa thu hoạch nếu không kịp trực nóng bảo vệ lá đài trên đầu các trội măng. Cách tưới rãnh có thể tránh được nhiều cỏ dại, nhưng sau khi tưới nếu gặp trời mưa to hay gây ra hiện tượng úng ngập làm hỏng mầm các trội măng non. Trội măng sinh sôi và phát triển chủ yếu vào ban đêm. Vì vậy, không được tưới nước cho cây măng tây xanh sau 17 giờ chiều mỗi ngày, vì nước tưới hoặc nước trời mưa to vào buổi tối nếu có sẽ làm cong vẹo đầu trội măng, làm ảnh hưởng. Chế việc sinh sôi nảy nở các trội măng vào buổi tối hôm đó, làm giảm hoặc mất sản lượng măng vào ngày hôm sau. Chỉ nên tưới nước cho cây măng tây xanh vào các buổi sáng sớm mỗi ngày, sau khi đã thu hoạch xong lứa măng hàng ngày vào mỗi buổi sáng.
cắm cọc, căng dây chống đổ ngã cây. Trong quá trình sinh trưởng và phát triển, cây măng sẽ cao lớn, tăng dần số lượng thân cây trên một bụi và bung tàn rất rộng. Lứa thân cây thời gian sau sẽ to hơn lứa thân cây thời gian trước, rất dễ làm đổ ngã cây trồng. Để giúp cây măng đứng thẳng, cần phải răng dây chống đổ ngã cây. Cách làm: trên cùng hàng cây trồng, trên giữa các cây măng. Tiến hành cắm các cọc tre đường kính khoảng 5cm, cao khoảng 120cm, cách nhau 3-4m. Dùng dây cước nylon chắc chắn răng thành hàng đôi, kẹp cây măng ở giữa, cách mặt lít ở độ cao 50cm, rồi răng thêm dây hoặc nâng dần đôi dây lên cao khoảng 75cm, 90cm, 100cm tùy theo độ cao lớn của cây để giữ cây luôn đứng thẳng. Cắt hạ bớt ngọn cây để kích thích việc chỗ măng. Như trên đã nói, ở thời điểm sau khi trồng 135 ngày, 4,5 tháng, khi quan sát thấy đường kính gốc thân cây mẹ đạt trên 10-12mm, lớn hơn điếu thuốc lá, lá cây mẹ chuyển sang màu xanh đậm là dấu hiệu cho thấy cây sắp đến thời kỳ cho măng thu hoạch. Để cây măng tây phát triển nhanh và nhiều trồi măng, cần tiến hành cắt hạ bớt ngọn cây măng ở độ cao 1,2 mét để giúp cây mẹ phì to gốc và làm tăng thêm đáng kể lượng cành lá quang hợp cho cây. Kích thích mạnh việc chỗ măng, đồng thời giúp cây tăng năng suất, chất lượng măng lứa sau nhiều hơn, cao hơn lứa trước. Chụp nóng trên đầu trồi măng để bảo vệ các lá đài. Phần ngọn khoảng 10cm trên đầu các trồi măng non có phân bố các lá đài rất mẫn cảm với nước và đất, cát. Nước mưa, nước tưới hoặc đất, cát nếu lọt vào ứ động bên trong các lá đài sẽ làm hư thối các lá đài, làm hỏng trồi măng hoặc làm giảm chất lượng, mất giá trị thương phẩm của măng. Khi các trồi măng xuất hiện trên ruộng trồng cao khoảng 5-6cm, cần tạo ra các mũ chụp hình chấp nón cao khoảng 6-8cm bằng nhựa để chụp nón trên đầu các trồi măng để bảo vệ các lá đài, làm hạn chế sự phát triển của các lá đài đồng thời kềm hãm sự già hóa của trồi măng, giúp tạo ra các trồi măng đẹp ngọn, có giá trị cao. Phòng trừ sâu bệnh. Nếu chọn và xử lý đất tốt trước khi trồng, chăm sóc bón phân đúng kỹ thuật thì măng tây rất ít sâu bệnh hại. Tuy nhiên, cần chú ý phòng trị kịp thời một số đối tượng dịch hại như sâu ăn lá, bọ chỉ, dẹp, các bệnh thán thư, mốc xương, phấn trắng, thối rễ, đốm lá, thối măng. Vào mùa mưa măng tây rất dễ bị một số bệnh hại như thán thư, mốc xương, phấn trắng, thối rễ, đốm lá, thối măng v.v. Nên ưu tiên sử dụng các loại thuốc trừ sâu có nguồn gốc thảo mộc và vi sinh nhằm đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm khi thu hoạch. Về xử lý sâu bệnh hại măng tây, chúng tôi sẽ dành riêng một video để chia sẻ tới các bạn. Thu hoạch và phân loại măng. Thu hoạch măng. Việc thu hoạch sản phẩm măng tây xanh khá đơn giản. Khi các trồi măng nhú lên cao khỏi mặt đất khoảng 25-30cm là lúc cần phải thu hoạch ngay để có được sản phẩm măng chất lượng cao. Sau khi thu hoạch, không nên để măng tây xanh tiếp xúc với ánh nắng làm cho trồi măng nhanh chóng bị già hóa, măng sẽ có nhiều sơ, mất dinh dưỡng, giảm chất lượng và mất giá trị thương phẩm. Thời gian thu hoạch măng tây xanh là buổi sáng, thường từ 5-9 giờ sáng mỗi ngày, trước khi mặt trời mọc để măng chánh tiếp xúc với ánh nắng. Vì vậy, ngay sau khi thu hoạch, cần tiến hành sơ chế phân loại, rửa sạch, cắt cỡ, cột thành bó xong phải chuyển giao ngay cho đơn vị thu mua để họ còn kịp thời gian chế biến, bảo quản lạnh và phân phối ra thị trường hoặc xuất khẩu. Măng đã thu hoạch nếu chưa sử dụng ngay cần phải được bảo quản lạnh 20 độ C hoặc cắm chân măng vào 3-5cm nước, đá, lạnh. Để đứng cây măng tây xanh vào dụng cụ đựng, tránh để nằm sẽ dập nát măng. Phân loại măng. Đường kính gốc và độ dài trồi măng là tiêu chuẩn phân loại sản phẩm măng tây xanh. Măng loại 1. Đường kính thân măng cỡ trên 10-30mm, dài 25cm. Thân thẳng không cong vẹo, không sâu bệnh, đạt tiêu chuẩn giao an toàn cho người. Măng loại 2. Đường kính thân măng cỡ 5-10mm, dài 22cm, thân thẳng không cong vẹo, không sâu bệnh, đạt tiêu chuẩn giao an toàn cho người. Trên đây là toàn bộ quy trình chăm sóc cây măng tây mà Nông nghiệp Công nghệ Cao chia sẻ, hy vọng rằng những thông tin hữu ích đối với bạn. Đừng quên đăng ký kênh và bấm biểu tượng chuông để nhận được video mới nhất. Chân thành cảm ơn.